Từ vua bóng chuyền phủi thành chùm buôn siêu xe. Phan Công Khanh từng là tay chơi bóng chuyền có tiếng, thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2015. Từ 2016, Khanh bỗng nhiên nổi tiếng khi trở thành ông trùm buôn siêu xe, xe phân khối lớn. Lấy xe người khác đi cầm cố, ngày 11 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang tạm giữ Phan Công Khanh 29 tuổi, ngụ quận 7 và Mohammad Dafa 27 tuổi, quê An Giang, để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu xác định chị LNTH, 32 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, mua ô tô hiệu McLaren, biển số 51F82170 với giá 10 tỷ đồng, nhưng cho chị gái ở Hà Nội đứng tên trên hợp đồng ủy quyền chủ sở hữu xe. Qua mối quan hệ xã hội, chị H quen biết với Khanh nên nhờ bán giúp siêu xe trên. Tháng 3, Khanh nói với chị H nếu muốn bán xe thì mang xe qua showroom của Khanh để bán vì có khách muốn mua xe. Được chị H đồng ý, khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 3, Khanh cho nhân viên đến nhà chị H lấy xe ô tô hiệu McLaren chạy về showroom K-Shopper của mình trên đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 5, Khanh cần tiền trả nợ và chuộc xe ô tô Mercedes G63 chưa có biển số. Đang cầm cố nên nói dối với chị H đưa giấy tờ xe để khách xem. Mục đích của Khanh là lấy bằng được bản chính giấy tờ để cầm cố chiếc xe vay tiền. Thực tế không có khách nào đến showroom xem và muốn mua xe của chị H. Khoảng 11 giờ ngày 23 tháng 5, chị H đến showroom K-Shopper đưa giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe bản chính cho Khanh. Ngay chiều cùng ngày, Khanh đã đưa ô tô cùng toàn bộ giấy tờ xe cho Mohammad Dafa, cộng tác viên trong showroom, mang đi cầm cố lấy 2 tỷ đồng đưa về cho Khanh. Mohammad Dafa đã gọi điện thoại thỏa thuận miệng với ông Đặng Minh Huy, 32 tuổi, ngụ quận Bình Tân, về việc thế chấp ô tô để vay 2 tỷ đồng, lãi suất 2% một tháng. Thời hạn cầm cố xe là một tháng. Sau khi được giao xe cùng với giấy tờ xe bản chính, trừ tiền lãi 2%, 40 triệu đồng, ông Huy đã chuyển khoản cho Pha 1,96 tỷ đồng. Số tiền này Pha giao cho Khanh trả nợ và chuộc lại xe ô tô Mercedes G63. Pha biết sếp mình nói dối chị H để lấy giấy tờ bản chính của chiếc xe nhằm mang đi cầm cố lấy tiền và không còn khả năng chuộc lại chiếc xe mang về trả cho chị H. Liên tục nhắn tin yêu cầu trả lại giấy tờ và ô tô nhưng Khanh không trả lời. Chị H đã đến tìm hiểu mới biết ông chủ showroom đang thiếu nợ rất nhiều người. Sau khi biết xe của mình đã bị đem đi cầm cố, chị H làm đơn tố cáo gửi đến phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, Khanh và Pha khai nhận toàn bộ hành vi trên. Làm việc với công an, ông Huy khai do quen biết với Pha nên mới nhận cầm cố chiếc siêu xe của chị H. Hoàn toàn không biết đây là phương tiện Khanh và Pha phạm tội mà có. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý hình sự ông Huy. Quá trình điều tra, công an đã thu hồi ô tô của chị H cùng giấy đăng ký xe và giấy đăng kiểm xe bản chính. Trùm buôn siêu xe, trước khi bị bắt, Phan Công Khanh còn được gọi là Khanh Chopper từ lâu đã nổi tiếng trong giới chơi siêu xe cũng như xe phân khối lớn, được người trong giới xem là trùm buôn siêu xe ở khu vực phía Nam. Khanh là người đại diện pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại K-Shopper Group ở thành phố Hồ Chí Minh. K-Shopper Group có ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô và xe có động cơ khác. Công ty này có địa chỉ tại số 6 Bis, đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Khanh còn là đại diện pháp luật cho công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại K-Shopper hoạt động tại số 44, đường số 21, khu dân cư Bình Hưng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi nổi tiếng trong giới chơi siêu xe, Khanh là tay chơi bóng chuyền có tiếng và được mệnh danh là vua bóng chuyền phủi với chiều cao 1m8 và ngoại hình ưa nhìn. Giai đoạn 2008-2015, Khanh thi đấu chuyên nghiệp cho đội tuyển Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2014, Khanh được gọi lên đội tuyển quốc gia nhưng sau đó đột ngột giã từ sự nghiệp bởi chấn thương dây chằng ngón tay. Từ đó Khanh bắt đầu sự nghiệp mua bán siêu xe. Năm 2015, Khanh chuyển hướng kinh doanh mua bán mô tô và bắt đầu tiếp xúc với siêu xe từ năm 2016 với chiếc xe đầu tiên là Ford Mustang. Theo chia sẻ trên trang YouTube cá nhân, gia đình Khanh từng rất khó khăn. Mức lương khi thi đấu bóng chuyền của Khanh chỉ tầm 5 đến 6 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên vì đam mê xe, ban đầu Khanh đã đi mua, bán lại, sau đó mới dần dần phát triển. Trên mạng xã hội, Khanh thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video giới thiệu hàng loạt siêu xe đắt đỏ, hiếm có. Khanh cũng là một trong những dân buôn thường xuyên có được những siêu xe đầu tiên ở Việt Nam, nên được nhiều người biết đến. Khanh có bộ sưu tập siêu xe Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Porsche cùng hàng loạt xe máy phân khối lớn. Đầu năm 2023, trên trang cá nhân của mình, Khanh chia sẻ hình ảnh chiếc Lamborghini Aventador Roadster là ước mơ của rất nhiều người chơi xe với giá khi về tới Việt Nam là khoảng 30 tỷ đồng. Mới đây, Khanh tiếp tục đăng video giới thiệu chiếc Rolls-Royce Phantom 8.
Đây là một trong những siêu xe đắt nhất tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại với biệt danh là biệt thự di động, giá bán lên đến 70 tỷ đồng. Khanh cũng thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình chụp chung với những đại gia chơi siêu xe hàng đầu Việt Nam và nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong giới showbiz hoặc một số cầu thủ bóng đá hạng A. Quý vị, Phan Công Khanh nổi tiếng là tay chơi có tiếng trong giới trẻ, nên vụ việc trùng buôn siêu xe Việt Nam bị tạm giữ để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Theo thông tin ban đầu, thì Phan Công Khanh bị một người nộp đơn tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến mua bán dòng ô tô đắt tiền. Với những hành vi nêu trên, thì Phan Công Khanh sẽ phải đối mặt với những án phạt như thế nào? Chúng tôi đã có liên hệ với luật sư Trần Ngọc Cảnh, phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Hà Trọng Đại và Cộng sự. Sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những ý kiến phân tích từ ông. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thì tùy thuộc vào cái tính chất và mức độ của hành vi, người thực hiện có thể bị truy tố theo điều 175 Bộ luật hình sự. Trong trường hợp tài sản chiếm đoạt có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên đến dưới 50 triệu đồng hoặc là dưới 4 triệu đồng nhưng người thực hiện đã bị xử phạt vi phạm hành chính vì hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về một số cái tội phạm liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu mà chưa được xóa án tích, hoặc là cái tài sản chiếm đoạt là cái phương tiện kiếm sống chính của bị hại hoặc của gia đình họ, thì người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc là bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp mà tài sản chiếm đoạt có giá trị từ trên 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc là thực hiện hành vi có tổ chức hoặc là hành vi có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để thực hiện hoặc là tái phạm nguy hiểm hoặc là dùng thủ đoạn xảo quyệt gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự thì người phạm tội có thể bị truy tố với cái khung hình phạt là từ 2 cho đến 7 năm tù. Trong trường hợp mà tài sản chiếm đoạt có giá trị từ trên 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì người phạm tội có thể bị truy tố với cái khung hình phạt là từ 5 cho đến 12 năm tù. Trong trường hợp mà cái giá trị chiếm đoạt có giá trị từ trên 500 triệu đồng trở lên thì người phạm tội có thể bị truy tố với khung hình phạt từ 12 cho đến 20 năm tù. Ngoài ra thì người phạm tội có thể bị áp dụng một số cái hình phạt bổ sung như là phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc là bị cấm đảm nhiệm cái chức vụ quyền hạn trong một cái thời gian nhất định. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là hành vi xâm phạm đến cái quyền sở hữu tài sản của cá nhân hoặc là tổ chức khác. Người thực hiện hành vi này có thể là vay, mượn, thuê hoặc là nhận tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng. Sau đó thì dùng cái thủ đoạn gian dối hoặc là bỏ trốn để mà chiếm đoạt. Hoặc là đến cái thời gian mà hoàn trả tài sản, mặc dù là có điều kiện hoàn trả nhưng mà người này cố tình không hoàn trả. Hoặc là người nhận tài sản lại sử dụng cái tài sản đó vào cái mục đích bất hợp pháp dẫn đến không còn khả năng chi trả. Người thực hiện hành vi này với lỗi cố ý và tùy từng cái tính chất mức độ của hành vi thì có thể bị khởi tố theo quy định tại điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Thời gian tạm giữ hình sự để giải xác minh tin tố giác tội phạm thông thường là 3 ngày. Trong trường hợp cần thiết hoặc là trường hợp đặc biệt, người ra quyết định tạm giữ có thể gia hạn không 2 lần và mỗi lần không quá 3 ngày. Như vậy thì tổng thời gian tạm giữ có thể lên tới 9 ngày. Sau khi hết thời gian tạm giữ hình sự, nếu như mà chưa có đủ căn cứ để khởi tố bị can thì người ra quyết định tạm giữ cần trả tự do ngay cho người bị tạm giữ. Trong trường hợp có căn cứ để cho rằng hành vi của người bị tạm giữ có dấu hiệu vi phạm hình sự thì cơ quan điều tra có thể tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện những cái bước điều tra theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.